Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và nội các từ chức. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và nội các của ông đã từ chức để dọn đường cho người kế nhiệm Suga Yoshihide lên nắm quyền sau khi được Quốc hội Nhật thông qua. Tôi đã cống hiến cả thể xác và tâm hồn cho sự phục hồi về kinh tế lẫn ngoại giao nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản mỗi ngày kể từ lúc chúng tôi quay trở lại nắm quyền. Trong thời gian cầm quyền, tôi đã cùng người dân vượt qua nhiều thách thức khác nhau và tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình. AP dẫn lời của ông Abe phát biểu tại văn phòng thủ tướng trước khi bước vào cuộc họp nội các cuối cùng của ông. Ông Abe cho biết, tình hình sức khỏe của bản thân đang cải thiện nhờ liệu pháp điều trị và ông với tư cách là một nhà lập pháp sẽ ủng hộ người kế nhiệm Suga Yoshihide. Ngoài ra, ông Abe cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Nhật Bản đã thấu hiểu và ủng hộ mạnh mẽ việc ông Suga sẽ là nhà lãnh đạo trong thời gian tới. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, chánh văn phòng nội các kiêm cánh tay phải đắc lực của ông Abe, Suga Yoshihide, đã được chọn làm chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP. Và ông Suga gần như sẽ được bầu làm thủ tướng tiếp theo trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Nhật Bản trong ngày hôm nay do đảng LDP hiện chiếm đa số. AP nhận định tân thủ tướng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một loạt thử thách, bao gồm quan hệ với Trung Quốc khi Bắc Kinh tiếp tục có các động thái quyết đoán tại Biển Hoa Đông, Thế vận hội Tokyo, cũng như thiết lập mối quan hệ tốt với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thế giới mới nhất trong các bản tin tiếp theo.